Ô các bạn ơi, các bạn có thấy là công việc kinh doanh của mình dạo này trên Facebook đang bị kém đi không? Có thấy là tương tác của mình trên Facebook bây giờ cũng đang bị kém đi không? Rồi những cái nội dung đăng trên Facebook của mình hình như là bây giờ cũng rơi vào cái trạng thái bí ý tưởng hơn thì phải. Nhiều người gặp vấn đề như các bạn lắm. Rồi thì thầy Dự quyết định rằng sẽ dành thời gian để khám Facebook cho từng bạn. Bình thường thì bạn sẽ chi trả một mức phí là 990.000 đồng cho việc mà thầy Dự sẽ vào Facebook của bạn, sẽ xem những bài đăng gần đây của bạn và sẽ đưa cho bạn cái định hướng trong 30 ngày tới để bạn phát triển công việc bán lẻ hoặc phát triển đội nhóm tùy theo cái mong muốn của bạn trong 30 ngày tới. Và bây giờ thầy Dự sẽ dành thời gian ra, mỗi ngày sẽ dành thời gian ra từ 10 đến 20 người sẽ được chọn để thầy Dự sẽ khám Facebook cho các bạn và sẽ chỉ cho các bạn cách để tối ưu cái Facebook của mình, xem đang làm tốt cái gì, cứ thế phát huy, còn cái gì chưa tốt thì mình sẽ cần cải thiện. Và quan trọng hơn là cho các bạn cái kế hoạch là 30 ngày sắp tới cần làm gì để chinh phục mục tiêu bán lẻ, hoặc 30 ngày tới cần viết những cái bài gì, viết như thế nào để có thể tuyển được sỉ nhiều hơn. Thì bây giờ để các bạn có thể là được nhận cái quyền lợi này miễn phí các bạn nhá, thì các bạn sẽ comment xuống đó là gì à? Em muốn khám Facebook, gõ xuống ạ, em muốn khám Facebook. Ok, chỉ gõ như vậy thôi, em muốn khám Facebook. Và gì à? Nếu bạn muốn bạn bè của mình cũng nhận được cái thông tin này và cũng nhận được cái quyền lợi này thì bạn gõ lại em muốn khám Facebook, thì chúng ta sẽ tag tên những người bạn của chúng ta vào comment của cái bài viết này nhá. Sau đó thì thầy Dự sẽ inbox, sẽ hỏi bạn xem là bạn đang muốn bán những cái sản phẩm nào chủ đạo, muốn đẩy cái sản phẩm nào chủ đạo trong thời gian tới. Còn thầy Dự sẽ sang Facebook, thầy Dự xem, trong thầy Dự sẽ góp ý cho. Rồi, để chúng ta chắc chắn sẽ phát triển công việc kinh doanh của mình, chứ ai lại để nó là đẹp như thế này nhỉ? Yeah. Nói nhỏ nhưng Facebook vẫn là mỏ vàng mà chúng ta cần phải khai thác đấy. Rồi, gõ xuống đi ạ.